Hiện tại chúng mình đang mở pre-order set móc khóa kỷ niệm 10 năm debut 10 Years Together. Bên cạnh đó là giveaway album proof cho những bạn pre-order nè. Các bạn hãy vào link dưới comment hoặc mô tả video để rõ hơn về thông tin set móc khóa và cách tham gia giveaway nhé. Mới đây, một người tự xưng là đại diện của CIA, đối tác của Hype Label phủ nhận tin đồn hẹn hò của V và Jennie, cảnh cáo YG đang cố tình tạo ra một môi trường không lành mạnh. Trong khi Hype và YG Entertainment giữ thái độ im lặng về tin đồn hẹn hò của V và Jennie, thì Mohammed Abdullah, người tự xưng là đại diện của CIA, Creative Artist Agency, đối tác chiến lược phụ trách mảng marketing sáng tạo cho Hype ở nước ngoài, đã bất ngờ lên tiếng phủ nhận trên Instagram cá nhân. Mohammed Abdullah viết, với tư cách là một người giám sát công việc sáng tạo ở cả hai công ty và đại diện của CIA, tôi xin phủ nhận toàn bộ tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội về thành viên BTS. Khi nghệ sĩ và công ty của anh ấy sẵn sàng chia sẻ, họ sẽ đưa ra thông báo chính thức. Chúng tôi tôn trọng cách làm việc của Hype và nỗ lực của họ khi cố gắng bảo vệ nghệ sĩ của mình mà không ảnh hưởng đến các công ty khác. Đồng thời tôi cũng đưa ra lời cảnh cáo đến ba lãnh đạo YG vì đã cố tình tạo ra một môi trường không lành mạnh. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về phát ngôn của mình. Tuy nhiên ngay sau đó, nhiều người đã tìm ra rằng tài khoản đưa ra phát ngôn này là giả mạo, vô căn cứ và không hề liên quan gì đến CAA, Hype Label hay YG Entertainment. Hiện tại phía Hype và YG không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho video lan truyền trước đó được cho là V BTS và Jennie Blackpink tại Paris. Và chúng mình là News BTS, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất nhé.